Em xin chào anh chị, em đến từ channel Hùng Xe Hơi, thì cũng là nhân viên đại lý Hyundai Bắc Ninh. Hôm nay đứng trước mặt em đây là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản số tự động hatchback. Anh chị có thể thấy là chiếc xe với thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động, cực kỳ thể thao và hiện đại. Chiếc xe được mệnh danh là vua phân khúc xe hạng A bởi vì nó có một kích thước tốt nhất phân khúc, thiết kế đẹp, công nghệ đầy đủ, rất phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Em xin review qua một chút thì về phần tổng quan thì đầu xe được thiết kế mấy lưới tản nhiệt đã được sơn bóng kèm theo đèn LED định vị ban ngày, có đèn sương mù, là đèn halogen kiểu chiếu projector, chiếu sáng hội tụ rõ nét, và đèn pha đèn cốt là đèn halogen. Công nghệ nổi bật nữa ở trên cái la răng 15 inch này thì là có cả miếng áp suất lốp. Xe được trang bị công nghệ cân bằng điện tử, hộ kiểm soát lực kéo TRC, chống bọc cứng phanh ABS và hỗ trợ khởi ngang dốc. Đó. Xi nhan được tích hợp trên gương thì i10 một số phiên bản trước thì là có sấy gương, như đến phiên bản này thì là như là cái sấy gương nó bị cắt rồi. Tay nắm cửa mạ chrome, tích hợp nút mở khóa. Về phần đèn hậu thì chiếc xe được thiết kế với phần cốp và đèn hậu bề thế kèm camera lùi và có hai cảm biến lùi. Anten thì là anten dạng vây cá so với phiên bản mới này. Thì về kích thước thì chiếc xe vượt trội hơn VinFast Fadil, vượt trội hơn Toyota Wigo, vượt trội hơn xe Kia Morning. Về phần nội thất, anh chị có thể thấy là chiếc xe được trang bị với hai tông màu, chủ yếu chủ đạo tông màu đen và có một chút là những họa tiết màu đỏ, thì cho cái cảm giác chiếc xe khỏe khoắn, sang trọng. Đó, ghế đỏ, ghế đen, da đen, chỉ đỏ, thể thao cho anh chị. Chiếc xe này có những cái trang bị đáng chú ý nữa, đó là hệ thống ga tự động cruise control, đàm thoại rảnh tay, hệ thống điều khiển bằng giọng nói. Và bên này nữa thì là có một cái màn hình giải trí trung tâm, tích hợp map navigation của riêng Hyundai thành công phát triển. Thì cái này em đã sử dụng rồi và thấy nó rất là hữu dụng cho cái điều kiện giao thông ở Việt Nam. Đó. Điều hòa xe thì là điều hòa chỉnh cơ. Những cái phím này, phím xoáy này được mạ bạc sang trọng và có đầy nổ start stop. Đó cũng là một cái điểm nhấn ở trong phân khúc. Chúng ta cùng đến với phần hàng ghế phía sau để trải nghiệm cái sự rộng rãi của i10. Theo như là em đánh giá hoặc là những khách hàng của em trải nghiệm thì là hàng ghế sau của i10 có một cái độ rộng và độ ngả lưng ghế rất là tốt. Và đặc biệt là đã trang bị cửa gió điều hòa ghế phía sau, kèm theo đó là cổng sạc. Đó, cái này mới là cái đáng tiền ở trong phân khúc xe hạng A. Thì hàng ghế phía sau rộng rãi thì anh chị có thể có một cái không gian thoáng đãng và cho những chuyến hành trình rất chi là thú vị, không lo mệt mỏi. Xe được trang bị hệ thống an toàn là hai túi khí. Rồi em xin phép kết thúc phần review tổng quan. Còn vấn đề về chính sách giá và giá bán thì Hyundai i10 được phân phối tại thị trường Việt Nam với 6 phiên bản, trong đó là 3 phiên bản hatchback và 3 phiên bản sedan. Thì hatchback thì bên em có số sàn bản thiếu, số sàn bản đủ và số tự động bản đủ, và sedan cũng vậy. Thì
cái giá niêm yết thì em xin phép là được ghi trên màn hình. Đó, với hình thức mua xe thì anh chị có thể mua xe với hai hình thức là trả thẳng và trả góp. Trả góp thì anh chị mua xe có thể vay, thời gian vay tối đa cho anh chị là 8 năm với cái tỷ lệ vay là 80% giá trị xe. Với hình thức trả hàng tháng, anh chị trả gốc là cố định và lãi thì là với hình thức mua xe trả góp thì anh chị có thể vay tối đa là 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm. Đó. Với kiểu trả góp hàng tháng thì anh chị trả phần gốc cố định và phần lãi thì theo 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 quy định của ngân hàng. Thì bây giờ cái lãi dao động ở thị trường nó rơi vào tầm độ khoảng 0,7 đến 0,9% trên tháng. Thì hàng tháng anh chị trả gốc và lãi thì là sẽ là gốc cố định và lãi là sẽ theo cái dư nợ giảm dần. Đó. Trong nếu mà anh chị có thể trả trước ấy, anh chị có thể trả trước trong 3 năm đầu, anh chị có thể trả trước 3 năm đầu thì họ sẽ tính phí trả trước, còn sang năm thứ tư thì hầu như các hàng đều không tính phí nữa. Thì hiện tại ở Bắc Ninh i10 bản tự động hatchback này thì em cứ tính sơ bộ cho anh chị cái giá xe là khoảng 435 triệu, thì anh chị có 1/5 số tiền là khoảng 80-85 triệu cộng mà thuế của xe là 43 triệu. Thì cả đăng ký, đăng kiểm và bảo hiểm thì anh chị có khoảng 125 triệu là đã có thể sở hữu được chiếc xe Hyundai Grand i10 rồi. Còn phụ kiện khuyến mại theo xe và chương trình khuyến mại thì anh chị vui lòng liên hệ với cả em qua số điện thoại em để trên màn hình để biết rõ hơn về chương trình khuyến mại, và em sẽ báo giá chính xác cho anh chị để có những anh chị có thể lựa chọn được những chiếc xe có giá cả phù hợp và những cái chính sách được ưu đãi nhất. Thì em xin phép kết thúc video tại đây, thì mong anh chị sẽ ủng hộ em channel Hùng Xe Hơi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.